Hello, chào tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của mình. Rất là vui gặp mọi người trong video này. Khởi đầu trận đấu thì mình vẫn như mọi khi, đó chính là combo Nidalee, Team Ken, Garen, Garen nhá. Mình đọc Garen thì nhớ anh em có vẻ như kiểu là hơi khó chịu nên thôi, mình sẽ chuyển lại Garen. Hiện tại thì vẫn chưa xác định được chơi cái lối chơi gì bởi vì là chưa có một nào tinh anh ra cả, với cả là trang bị cũng chưa có nhiều. Vậy nên thì thôi cứ để đấy đã. Buồn giáo tiếng Anh à, Alice? Không không hấp dẫn được lắm. Không có một cái gì đó gọi là sexy cả anh em ạ. Mình cần một con tướng nào đó sexy cơ. Sexy lady. Nói chung là vấn đề về cái bác cả một thạch thì mình làm muôn thuở rồi. Có Teemo này anh em. Teemo à? Nhìn thấy Teemo thì mình chợt nghĩ ra là có nhiều anh em cũng bảo mình làm về kiểu Teemo ba gác bảo thạch. Tay mua ba găng vào thạch mọi người ạ. Tay một ba găng thì cái sát thương của nó ấy, nó kiểu là nó không bộc lộ ra ngoài, nó không một phát là bục lên luôn, mà sát thương của Teemo ba găng thạch thì nó sẽ kiểu nó dai dẳng, nó rút theo thời gian mọi người á. Nhưng mà để xem nào, nếu như mà có Teemo có kiểu nhiều tướng thiện xạ thì làm của Teemo Teemo kiểu 6 thiện xạ cũng khá ổn đấy, ba găng 6 thiện xạ nghe cái cũng khá là yêu. You see no. Ông này Garen 2 sao, tinh anh khỏe quá. Ảnh hưởng quá nhiều rồi, nói chung là chơi chuỗi thua khởi đầu thì đó cũng là kiểu phong cách của mình rồi. Mình hay chơi chuỗi thua lắm. Nhưng mà chuỗi thua bây giờ thì không có. Chuỗi thua của mình lại không có cái ấy mà không có gì ta. Không có thần tài. Kiểu lâu lâu trí nhớ của mình nó hơi bị đãng trí một chút rồi. Không thể nhớ được. Ok. Cho con Katarina và kích hoạt lệnh chiến tướng luôn nhá. Teemo cứ để đấy thôi, cứ Teemo để đấy thôi. Bởi vì game này nó kiểu cũng đang trong đầu linh tính là cho Teemo rồi. Nên cứ để đấy đã. Nidalee pha này thì có vẻ như ở 1 đánh 2 nhưng mà vẫn win là khả năng quyết. Ui trời ơi, gu công của nó mà không gõ dương gậy gõ đầu một phát thì khả năng win cao rồi, mà ông gõ một quả vỡ hết đầu con Nidalee của mình rồi, nát sọ luôn.
xem tấm ảnh kia buồn cười á. Diện X cho vào chúng ta kích hoạt hệ thần tài luôn. Bây giờ thì chuỗi thua với mình đi, chuỗi thua cứ để với tôi đi, tôi rất là thích luôn. Khi thần tài rồi thì chuỗi thua chẳng lấy gì là đáng sợ cả, càng yêu anh em ạ. Chuỗi thua càng nhiều thì sẽ càng yêu thôi. Thì sợ khi mình có thần tài vào thì lại thắng cơ, nó không thua nữa, thế mới khổ. Chứ thần tài vào mà thua thì đúng là cảm ơn cuộc đời luôn. Ông này đang có cho mình con Nami à, Nami Pháp Sư, và đang cho mình đó chính là tinh anh. Tướng tinh anh thì nó sẽ khỏe hơn tướng bình thường khá nhiều. Vậy nên là game này thì để xem nào. Để xem là mình hy vọng là sẽ thua nhá. Đừng có thắng là được rồi. Ok, tuyệt vời quá, thua rồi. Đúng thứ mình mong muốn. Thoress, Vayne, Vi cứ lấy Vi đi ha. Cho Vi vào bây giờ sẽ có chiến tướng, nhưng phải đến level 5 nữa, level 5 mới cho vào được. Level 5 cho Vi vào cũng ổn. Hai chấm sáu, 2.7 này, Garen tiên phong mà mình đang cần một con thiện xạ tinh anh anh em nhé. Mình có một con thiện xạ tinh anh thì mình có thể làm kiểu Temo 3 sao, thì mình có thể làm kiểu ba Temo 3 sao 3 găng được và 6 thiện xạ được. Và cái 6 thiện xạ thì cái sát thương của Temo nó mới lan ra, nó mới phê được. Còn nếu mà chỉ dừng ở mức của 4 tiền xạ thì cũng hơi bình thường, nó không được thể hiện nhiều cho lắm. Muốn chơi thì muốn chơi một cái gì đó chất lượng thì phải cho nó maximum luôn, gọi là super lag luôn. Ok, cung gỗ này, bây giờ thì ra đã một cái, ui, vãi nồi luôn. Ra hẳn hai cái găng đấu tập và anh em biết rồi. Hai găng đấu tập này thì mình sẽ ghép cho nó thành hai cái găng bảo thạch luôn. Tuyệt vời quá nhờ. Thế bây giờ thì mình chỉ kiếm thêm một găng bảo thạch nữa thôi là đủ combo 3 găng mọi người nhá. 3 găng bảo thạch thành Temo luôn. Hy vọng anh em sẽ ủng hộ video Temo 3 găng của mình. 3 sao 3 găng của mình mọi người nhá. Anie Pháp Sư Tinh Anh không yêu cho lắm. Nếu mà cái thần tài thì trong này game này có thần tài mình không lấy nhá, bởi vì mình đang kiểu chủ đích là chơi Temo á, ba găng nên là có thần tài mình không lấy đâu, mình sẽ kìm hãm sự sung sướng lại. Quên đi sự xuất hiện của thần tài Tinh Anh. Mình là một kiểu một men chơi thần tài luôn á, cứ có thần tài là yêu rồi. Nhưng mà ở trong trường hợp này thì thôi, đã có hai găng bảo thạch rồi và đội hình thần tài mình cũng làm khá nhiều rồi, nên là mình sẽ di chuyển một hình khác ổn hơn, hay hơn.
Nearly one shot đấy. Tuy mà chỉ một sao thôi mà nhưng mà mình nghĩ rằng uầy, sát thương của nó thì hơi yếu. Rồi. Sau khi có thần tài thì mình thua thêm vài trận nữa thì không biết liệu khi mà mình giành chiến thắng thì sẽ được những gì nhá. Hy vọng là sẽ được món đồ ngon. Bây giờ mình vẫn cứ tiếp tục thôi, tiếp tục cái chuỗi thua của mình. Thua cho hết cạn nước mắt mọi người ạ. Zanna tinh anh khai sáng à? Ông Zanna này mình chưa làm này. Để một thời gian đó mình làm cho anh em xem kiểu Zanna pháp sư nhá. Zanna pháp sư cầm hai mũ chẳng hạn, hoặc là Zanna pháp sư hai Sojin, kiểu thế để tăng cái lượng khả năng sử dụng skill của Zanna hơn. Gì đây? Lại gặp ông này à, ông Tiên Phong. Ok, mình chỉ sợ thua, sợ thắng thôi. Bây giờ mình chỉ sợ thắng thôi, còn thua đối với mình bây giờ không có gì là đáng sợ cả. Chỉ thắng và đáng sợ thôi. Bởi vì mình đang mới có 7 trận thua chứ mấy, hơi ít. Tầm 10 trận thua đi, lúc đấy thắng với hạnh phúc được. Lúc đấy thì chỉ có thua trao hạnh phúc cho nhau thôi. Còn thắng thì không thể. Thắng không thể nào cho nhau hạnh phúc được, cho nhau sự buồn đau. Lấy găng đấu tập này thì bây giờ chỉ một cái chỗ khổ xuất hiện là thôi, là đủ 3 găng à, vác tay mua bỏ luôn, vác tay mua bỏ chơi với anh em luôn, gọi là mù cả thế giới anh em ạ, mù cả thế giới luôn là có thật nha. Ok, cho bé tay mua nữa, chúng ta có 3 thần xạ, 3 chiến tướng, 3 thần tài và 2 lục sĩ. Bây giờ mình đang suy nghĩ là nên bán con Nearly đi và cho tay mua luôn cái đồ này luôn không cơ. Như vậy thì bây giờ mình có 8 trận thua rồi, 55 máu rồi. Mình chỉ sợ thua nhiều quá, tí nữa là không khó thể gọi là ngóc đầu lên nổi thôi. Tí lại hơi khó ngóc đầu lên nổi, hơi buồn đấy. Mình nghĩ sau này mình sẽ win rồi. Ông này quá yếu so với mức quy định để có thể mình thua được. Vâng. Vậy thì anh em sẽ cùng theo dõi sau 8 trận thua. Không, mình nghĩ là tầm khoảng tầm 5 trận thôi. Bởi vì mình một khoảng thời gian sau mình có thần tài mà 5 trận thua thì mình sẽ trang bị gì nhá. Anh em hãy cùng đếm giùm tôi xem có bao nhiêu cái Neko hoặc là bao nhiêu cái món trang bị hấp dẫn sẽ xuất hiện trước mắt nào. 3, 2 và 1. Không. Chúng ta cùng nhìn những trang bị xuất hiện nào. Let's go. Uầy, một ngập một tràn luôn. Temo 2 sao này, cả Jin X. Jin X tinh anh thiện xạ luôn. Và đây chính là những thứ mình cần thì nó đã hòa quyện trong cái một cái khoảnh khắc luôn rồi. Vâng, nó là một cái thìa và một cái triệu quá khổ anh em ạ, vãi nổi luôn. Ok, bây giờ thì mình sẽ có 3 triệu quá khổ nhá. Ok, lắp triệu quá khổ luôn. Bây giờ mình đã hoàn thành mục tiêu đó chính là 3 triệu quá khổ rồi. Còn cái thìa này thì để mình suy nghĩ xem là nên làm gì với cái thìa này đây. Nên làm gì với cái thìa này là mình đang phải suy nghĩ này. Lên level. Ok, level 7 luôn đi. Level 3 găng nha. Đây chính là level 3 găng truyền thuyết. Và bây giờ mình đang có
thêm con thiện xạ đi nhở, thêm con thiện xạ là con Vayne, con Vayne, ok. Ôi chưa kịp cho vào mà phải vào trận rồi, nhưng mà bây giờ mình không thể thua được bãi sói thì hơi yếu. Bãi sói thì lúc mình chơi điện tử bây giờ thì chưa bao giờ thua bãi sói cả. Thật ra anh em luôn, từ lúc mình chơi điện tử bây giờ chưa bao giờ thua bãi sói nha. Đồ nhiều quá nhở. Thì này hai giáp máu đấy, mình còn một round đồ nữa, một round tiếp theo round 4.7 nữa, nên là bây giờ mình vẫn phải suy nghĩ về để ghép cái gì. Bây giờ mình sẽ cho thiện xạ vào nữa, 4 này. Bán thần tài đi. Rồi mình sẽ cho Vayne vào, 5, một con gì nữa nhở? À, Nidalee à? Ok, 6 thiện xạ. Temo 3 gặp bảo thạch và 6 thiện xạ nhá. So good anh ạ. Giờ mình sẽ Ron nè, Ron kiếm Temo 3 sao nha. Bây giờ mục chủ yếu Ron để kiếm Temo 3 sao thôi là đủ. Nào chúng ta cùng trên đường tìm kiếm lấy lại cái gì đã mất nào. Anh em đấm mình nãy giờ thì mình sẽ trả thù nhá. Quân phút tuân tử trả thù sau 10 round chưa muộn mà. Rất khỏe, 6 thiện xạ là hình rất là binh. Binh cực mạnh luôn. Bây giờ thì mình sẽ gọi là Hyperon kiếm Temo 3 sao nha. Game này thì mình đang có ý định đó chính là làm Temo kết hợp với 6 thiện xạ. 6 thiện xạ và đó chính là 6 u hồn. Như vậy thì mới thực sự là sức mạnh tối đa cho con Temo được. Em thì hiểu rằng khi mà mình có hệ u hồn nữa thì cái sức mạnh thấp trước đây, cái u hồn này 40% sát thương kỹ năng cho tất cả này, 40% khá là nhiều. Khi mà tập 3 sao thì chúng ta sẽ có 900 sát thương. Bây giờ tốc đánh của Temo hơi chậm một chút nhưng mà bắn khá là chất lượng, em thấy không? Đột rút này, rút này, rút này, rút này. Wow, siêu phẩm đấy, siêu phê anh em. Nói chung là mình cứ để thôi. Nếu mà đi chợ nhặt được một cái chợ máu khổ thì mình sẽ tiến tới đó chính là Temo u hồn. Còn nếu mà không gặp được chợ máu khổ thì thôi, mình sẽ chuyển một phương án khác. Nên đó, nói chung là như vậy. Hoặc mình có thể gọi là chơi về linh hồn đi ha. Mình đang nghĩ mình sẽ chơi linh hồn hợp lý hơn. Bởi vì linh hồn này, linh hồn khá là tiếc, linh hồn không có một cái gì gọi là nhân tạo cả. Không có cái gì nhân tạo liên quan đến linh hồn cả. Nếu có thì tốt. Với là linh hồn là điều không thể rồi mọi người. Linh hồn trong game này là điều không thể rồi. Team Connect này, Team Ken này. Giờ mình sẽ Ron để kiếm ông Temo nha. Có vẻ như là Temo hơi bị lười xuất hiện rồi. Temo ạ. Top 1 chơi gì đây? Oh shit. Top 1 đang chơi tiên phong ạ, nhưng không sao. Tiên phong hết là mình có Temo á. Temo tự là liên quan đến sát thương phép mà. Vậy nên thì cho dù ông này có 8 tiên phong hay chăng nữa thì không bao giờ sợ. Anh em thấy không? Độc rút này. Rút siêu phê luôn. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi, tí nữa. Khả năng slot tiếp theo là mình sẽ cho con đó chính là con Zumi vào. Tí nữa mình khi mà đặt Temo 3 sao thì mình sẽ cho Zumi vào để kích hoạt thêm cái khả năng đó chính là hồi máu. Với cả là bây giờ là đang có kiểu là u hồn khá là đủ rồi. Hai u hồn thôi là cho là 20% sát thương kỹ năng rồi. Này, cái chỗ có khổ mình cần này, nó đang nằm ở vị trí con Vega. Để xem có nào. Ui, ok. Tỷ lệ có cái trang bị này là rất là cao đấy mọi người, phải tầm 95%. Ok. Có luôn nhá. Bây giờ thì mình sẽ up lên level 9. Up level 9 thì mình có thể đó chính là đạt cái mục đích là 6 u hồn và 6 thiện xạ. Với cả một mình phải có thêm đó chính là con Annie, à con Lilia nữa. Phải có thêm con Lilia nữa thì mới đủ được nhá. Khá là nhiều thứ ấy mọi người. Oh shit, mèo. Uầy, Annie này, ok chúng ta sẽ có một cái đó chính là u hồn nhân tạo nhá. Cái này mình sẽ cho Jin X đi. Bởi Jin X nó liên thiên cũng sát thương phép khá nhiều. Ok, giờ Hin này. Zumi này. Uầy, ông Temo của mình đâu mất rồi nhở?
Anh em là có số điện thoại của Temu không? Gọi nó ra xuất hiện đi chứ. Đợi nãy giờ rồi không xuất hiện này. Ai số điện thoại của Temu gọi giùm mình cái nhá. Lửa xuất hiện quá. Uầy. Đội hình thiện xạ mà đội hình quá khỏe anh em ạ. Mất lát là mắt là kiểu rất binh nhá. Vấn đề bây giờ là mình đang cần là sẽ có Temu 3 sao. Game này thì đâu ai chơi Temu đâu, đúng không? Không ai chơi Temu cả, không ai chơi thiện xạ cả mà mình rót không ra, thế mới căng. Đấy, không ai chơi đâu. Đấy, mà không ra đấy. Mình thì đang gọi là dãy chết được 6 trận win rồi. Đấy, không chịu ra anh em ạ, nó vẫn không chịu ra nhá, nó vẫn rất là lì lợm. Quyết định là chính là ôi Temu này, ok phải chửi anh em ạ, phải cái này phải chửi vào đầu nó thì nó mới nghe được, phải chửi mới nó mới thấm được, không chửi nó vẫn chưa chịu thuyết phục được đâu. Ok, cho u hồn một cái kế hoạch tốc độ đánh đi. Hệ linh hồn thì chúng ta sẽ có gọi là lần đầu tướng linh hoạt tính linh hồn dùng kỹ năng, tất cả đồng minh nhận thêm tốc độ đánh dựa theo tiêu hao của kỹ năng đó, dựa trên tiêu hao kỹ năng đó 35% năng lượng tiêu hao 40. Uầy, Temu đúng rồi, xả độc cái này thì ai mà đỡ ra được. Faker cho anh em à, tên nghe kê đấy, chắc là fan cuồng Faker rồi, một fan cứng của Faker đang đối diện với chúng ta đây. La Temu, ok, vui đấy. Mỗi lần Ron mà nhìn thấy Temu xuất hiện thì lòng của mình rất là vui, rất là hạnh phúc, so happy mọi người ạ. Rồi, bán Eli đi, bán Vayne đi. Hơi thừa, những con tướng hơi thừa, nhìn nó hơi vướng slot của mình á. Nhìn đấy cái lấy này. Cứ mua threat thôi, bởi vì tí nữa nếu mà cảm giác ổn thì mình sẽ kích hoạt là chính là 6 thiên xạ, 6 hồn nữa. Nhưng mà vấn đề bây giờ phải đọt cái Temu đã. Vàng ngon đấy. Bây giờ thì uầy, nhìn thấy khổng lồ luôn. Nhưng mà mình lại thừa một cái trang bị là chính là thừa cái này này, thừa giọt trong mắt anh em ạ. Thôi ok, tí nữa kiếm cái thìa nhét vào cũng được. Riven u hồn này. Thôi cứ từ từ. Từ từ tính sau. Bởi vì mấy con Riven đồ thì dễ, khá là dễ kiếm. Zumi à. Khó cho tôi quá nhở. Zilic 3 sao này. Giờ in này. Zumi nữa luôn à. Zilic 3 sao rồi mà chưa thấy Temu đâu cả. Hả? Thực sự mà nói thì rất là nhiều game là mình chơi thì con Temu là một con mình run ra khá là ít. Nó kiểu hơi khó ấy. Ui dồi ôi, Zinx cũng quẩy nhiệt tình quá anh em ạ. Zinx chiếm hết phần công của Temu rồi. Đời mình khỏe quá. Thực sự 6 thiện xạ thì cái sát thương của nó gây ra quá nhiều. Tám trận win rồi, dãy chết một sao lần rồi, dãy chết thì cũng đã có thể gọi là có một chút thành tựu rồi. Ok, Zumi là nhiều quá, phải mua thôi. Ok, 6 thiện xạ, 6 ô hồn thì binh bá đạo quá nhở. Này, ra tiếp này. Temu này, ok. Ông ra bây giờ là ông hợp lý đấy. Temu này, một con nữa mọi người, một con nữa nhá. Một con Temu nữa. Một chú Temu nữa. Một chú Temu nữa. Một chú Temu nữa. Một chú Temu nữa thôi. Uầy. Ây da. Oh shit. Ok mọi người, lên địch. Cuối cùng mình đã có thể có Temu 3 sao mọi người nhá. Temu 3 sao và 3 cam bảo thạch. Rút độc 1485 sát thương. Ok anh em nhìn này. Nhìn rút độc này. Uầy, ông này qua quick à. Xả độc. Anh em thấy không? Ui, được rút này. Được rút, tốt phết đấy. Nhưng mà vấn đề của mình bây giờ là đội hình của mình khỏe quá. Ông nào cũng khỏe cả. Ông nào cũng chất lượng cả này. Ông Zinx, đồ này sẽ khổng lồ, mặt đã ưu hôn thế này nữa.
đối thủ không kịp ngáp luôn. Bây giờ anh em biết rồi, bây giờ mình sẽ dùng vàng để úp lên level 9 nhá. Úp level 9 thôi, bây giờ cũng chẳng thiếu gì nữa rồi. Cái gì cũng thừa ấy rồi. Temo nhắm mắt. Con này nó rất hay nhắm mắt mọi người ạ. Nó không mở nhá, mắt nó không mở. Mở thì tốt hơn mấy mà mình chưa thấy nó mở mắt lúc nào kìa. Chắc nó bị chột rồi. Đúng là thầy tu mù à, không phải nhỉ. Chú bé mù rồi anh em ạ. Temo bây giờ là chú bé mù rồi. Luôn luôn nhắm mắt, không chịu mở mắt ra để nhìn anh em. Ai ha, kê vào nhà đấu sĩ à. Rồi đấu sĩ này gặp giờ hit của chúng ta thì mình có hai gì khổng lồ nữa chứ. Ui. Ôi xôi, rồi mình khỏe quá. Temo chưa kịp thể hiện gì nhiều thì đã win rồi. Mình cần một ông nào đó trâu chó hơn. Đấy, trâu khỏe hơn gì đó đi. Chứ béo này thì có vẻ như kiểu là những tấm bia hơi yếu để có thể mình gây sát thương mà. Mình cần những tấm bia chất lượng hơn, như kiểu là nhện chín pháp sư hay kiểu là nhện ba giáp máu, kiểu set ba giáp máu như thế đấy. Đấy, những cái gọi là cục sắt như vậy là mới sướng. Chứ kiểu nãy giờ đấm mấy ông này kiểu hơi dày các bạn, đấm tí là chết rồi. Hơi chán, ôi giời khổng lồ nữa thế này nữa. Đến chịu luôn ạ. Trang bị gì cũng ngon cả anh em nhé, trang bị gì cũng ngon cả. Nhưng bây giờ mình sợ đấy, mình chỉ sợ là mình lấy mất công đỉnh mạnh quá. Mạnh quá làm kiểu là ông Temo thể hiện anh em không để xem được á. Đấy, mình sợ mạnh mạnh quá thôi. Chứ bây giờ thôi ok. Này, rừng khổng lồ này, giờ lấy rừng khổng lồ thì thực sự là quá bá đạo luôn ấy. Tôi cứ lấy đi nhá. Cảm giác mà thua quá mình sẽ lắp vào. Còn nếu cảm giác bình thường thì mình cứ để ở ngoài đi. Giờ lắp vào mất công anh em xón đái đấy. Ok, giờ chỉ việc lên cấp thôi. Úp cấp thôi. Úp level 9 nhá. Level 9 cho thêm 4 linh hồn vào. Úp level 9 cho 4 linh hồn vào là ổn. Là mình cái tốc độ đánh của mình sẽ nhanh hơn. Ai à, ông này đang chơi kiểu 8 tiên phong đây. Ông này đang còn... Ai? Có tận 2 cái thiêu này nhưng mà lại không có trang bị giáp lưới để ghép vào anh em ạ. Khá là lúa. Rồi, chúng ta đang gặp ông này đang chơi hệ cuồng giáo đây. Đang có cho mình con giờ hin cầm giáp gai luôn ạ. Giáp gai mà vô hộp kiếm. Khá ngầu. Temo phọt động ơi. Phọt đơm đi. Phèo. Anh em nhìn thấy độc rút này. Rất là chất lượng đấy. Đấy, 600, 900. Nó sẽ rút cho đủ khi nào 1485 sát thương phép trong 4,5 giây và bị bù trong thời gian hiệu lực. Chúng ta đang có 85% tỷ lệ chí mạng và 300% sát thương chí mạng. Vậy nên là bây giờ chúng ta đã có 1.400 đúng không? Thì nó sẽ chí mạng lên 300%. 300% của 1.485. Để mình bấm điện thoại này. Mình rút toán lắm em ạ. Không biết được đâu. Để mình bấm xem nha. 1.485 nhân với 300. Ui. 1.485 nhân với 300 là bằng 4.500 đam anh em ạ. 4.500 nhá, 4.500 sát thương. Ui, miền Trung à? À, NT Trung. Ui, set đại ca đồ đẹp thế. Ui, mình bị ngay cái quả cầm độc. Ui. Căng. Ui anh thấy không ạ? Ông này chết bởi độc của Temo luôn. Rồi ok, set à? Set đại ca à? Thôi tạm biệt bạn luôn đi. Đấy, mình còn chưa lắp trang bị vào đấy. Khỏe quá. Thực sự là mình cũng đang muốn gọi là thay đổi dick ra ngoài này, bởi vì nó mạnh quá. Nó mạnh quá mức thể hiện rồi. Ui, Lilia này anh em. Vua hồn luôn. Giờ up level 9 nhé, cho thêm một con Kinnered vào nữa thôi. Lúc nãy thì mình bỏ qua Kinnered khá nhiều, vậy nên mình đang lo lắng là liệu nó có ra cho mình được không? Đấy, mình chỉ sợ như vậy thôi. Lúc đấy mình bỏ qua nó nhiều quá. Em, lúc mình bỏ qua nhiều quá, giờ sợ nó giận, nó dỗi mình á. Sợ nó dỗi mình thôi. Rồi, mèo. Ui, có Kinnered luôn.
Ok, xem nào, 76 vàng cho vào 4 linh hồn. 4 linh hồn. Ok, chơi kiểu một chút gì đó kiểu hơi khô máu nha em nhá. Chơi kiểu này hơi khô máu này. Đấy, kiểu này hơi khô máu đấy. Không sao. Chơi như này mới phê anh em ạ, chơi này mới chơi kiểu cảm giác mạnh luôn. Đúng kiểu cảm giác mạnh luôn anh em nhá. 4 linh hồn thì tốc đánh của mình sẽ 70% năng lượng tiêu hao. Ok. Không sao cả, đúng rồi. Ui thôi chết rồi, ông Temu của mình bị. Ui, độc độc rút này đâu em, độc rút này. Ui Temu kìa. Thể hiện quá tốt. Nhưng mà GX thì mạnh quá, con GX thì nó mạnh quá mức quy định rồi. Đó là điều quan trọng hiểu không? Nó quá mạnh quá mức quy định rồi. Nó vượt ngoài vòng kiểm soát rồi. Zilean bí ẩn à? Cái để đây đi à. Bây giờ mình thay đổi 6 hồn vào cũng được đây này à, muốn 6 hồn đúng không? Đây một này, một u hồn đúng không? 1 2 3 ha. Bây giờ nếu mà mình sẽ là 4 này, 5 này. Đúng rồi. Vẫn đủ anh em ạ, vẫn có thể chơi được u hồn nhá. Vẫn có thể chơi được u hồn nhá anh em. 6 hồn cũng được. Khả năng bây giờ mình thích mình up luôn rồi, up lên level 9 đi. À, bây giờ mình run cái thread nữa ha. Độc. Ui, diện tích quẩy nó. Ui trời, thừa sức anh em ạ, khỏe quá. Không diện tích là nhân vật chính rồi. Chủ yếu anh muốn cho anh em xem trải nghiệm của con Temu cầm ba găng như thế nào thôi. Gì đây? Gì đây? Ui. Dãy chết thành công từ vị trí của ông 12 máu rồi. Một pha dãy chết khá là thành công. Ari. Lee Sin. Thread này nhờ. Lúc nãy mình cũng bán ông Thread cũng khá nhiều. Ok, có Thread này. Bây giờ mình thiếu gì nữa? Thiếu cát này, thiếu rắn này, thiếu Riven này. Ok. Rắn với Riven nữa. Xem nào, bây giờ mình khả năng gặp ông song đấu này. À, không phải, gặp ông lại ông Lee Sin này rồi. Ông đang chơi đó chính là đội hình tiên phong. Ui, Temu. Ôi, Temu của mình chưa kịp làm gì luôn. Nhưng mà sao diện X có thể quẩy được? Có thể quẩy được không? Wow, lùng. Có vẻ không ổn em ạ. Đời Temu của mình bị bắt sớm quá. Ông này đang có gì đây? Ui, đội hình dài thế. À, không phải ông này à, Nobita, 7 tiên phong. Nếu mà, ôi mình sẽ lấy cái trang bị cung xanh em ạ, lấy cung xanh nhá. Giờ là chẳng có cung xanh, giờ hin thôi thì mấy ông tiên phong cám mình luôn này. Do mình sợ mạnh quá thôi. Còn nếu như bây giờ mình sẽ cho đội hình chuẩn vào thì sợ mấy ông này không chịu nổi nhiệt thôi. Thật sự nếu mà cho đội hình cho kiểu đội hình chuẩn men vào thì sợ mấy này không chịu nổi nhiệt thôi chứ. Zumi lên 3 sao nè. Khó cho tôi quá nhở. Ok, cứ chơi kiểu này đi các bạn. Không sao, chơi kiểu bất cần đời này đi. 52 vàng lên cấp. Ui, đi xin choáng lâu vậy. Ôi, không ổn rồi. Chuyển rồi, không ổn rồi anh em ạ. Đổi chiến lược thôi. À, chơi kiểu linh hồn này kiểu ấy quá, chơi kiểu khô máu quá anh em ạ. Không ổn. Giờ kiếm Riven nhá, kiếm Riven cho vào. Mình sẽ có đó chính là u hồn đi. Tôi cần Riven nha. Chết rồi, không ổn rồi. Ông tiên phong này, ông 12 máu này, bây giờ mình khả năng là ông tiên phong mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ đi di chuyển ở đây nhá. Nãy giờ thì ông tiên phong đấm khá đau.
Giờ mình đang thiếu Riven nữa, Riven nữa mình sẽ có kích hoạt luôn. 6 hồn, 6 tiền xạ nha. Uầy, sốc đam nhanh quá, bốc hơi nhanh quá. Không tiện, uầy. Temo của mình skill hơi chậm. Diễn X gây ra sát thương quá nhiều anh em ạ. Xem nào. Cuối cùng thì sau tất cả thì đó chính là phần thắng vẫn thuộc về ông 12 máu. Ông 12 máu đội hình kiểu hơi tạp tạp nhưng mà là chất lượng đúng không? Cho tôi Riven đi game. Cho tôi Riven đi. Uầy, Riven của tôi đâu nhỉ? Riven của tôi đâu rồi? Xuất hiện đây. Lì lợm thế. Lì lợm thế. Uầy, Sen với Talon này. Set này. Không thấy Riven anh em ạ. Hơi căng. Game có vẻ hơi căng rồi đấy. Đục rút, 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 rút. Uầy, lên nổ phát 2k luôn à. Căng dậy. Căng dậy, cuồng đao này thì cho gì đó, cho Vayne đi ha. Đồ cũng full hết rồi, full slot hết rồi, đẹp quá rồi. Trang bị quá khá đẹp. Bây giờ thì mình lại là người, uầy, Lia này. Tôi cần, ok, có Riven nhá. Mình sẽ lên cấp luôn và sẽ, đó chính là chơi 6 U hồn, 6 thiện xạ, Teo 3 găng. Ok, cái trang bị này sẽ cho Riven này. Run một chút. Ok. Bây giờ thì khả năng thua của mình nó sẽ khá là thấp. Khả năng thua mình bây giờ khá là thấp anh em ạ. Rồi, gặp thanh niên Vayne, ông AC này. AC này bây giờ thì để xem nào. Ông Temo tôi đánh chậm quá nhờ. Uầy, ăn ngay quả choáng vào mõm rồi. Úi trời ơi, đội hình của mình kìa. Thực sự nhá, Temo này này skill khá là chậm nè. Ok, quên luôn rồi anh em ạ. Và anh em xem video, ủng hộ mình, đăng ký kênh, một like video mọi người nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chào mọi người, hẹn gặp lại những video lần sau nhá. Bye bye.